Tại thị trường Việt Nam, Peugeot 3008 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C và cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX5, Honda CRV, Hyundai Tucson. Mẫu xe đến từ châu Âu này lần đầu ra mắt người tiêu dùng Việt vào năm 2017. Đến năm 2021, Peugeot 3008 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời facelift chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, có không ít xe Peugeot 3008 chạy lướt đang được giao bán lại trên sàn xe cũ với nhiều mức giá và tình trạng khác nhau. Theo ghi nhận trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Peugeot 3008-2022 đang được một salon chào bán, với mức giá hấp dẫn 800 triệu giá cụ thể tùy thương lượng. Theo người bán, chiếc xe thuộc phiên bản Erlu, ngoại và nội thất đều màu đen, chỉ số lăn bánh là 18.000 km. Được biết, ở thời điểm mua mới, chiếc Peugeot 3008 bản AL có giá niêm yết 1 tỷ 109 triệu. Nếu tính cả chi phí đăng ký và các khoản khác, giá lăn bánh của mẫu SUV hạng C này lên tới gần 1 tỷ ba. Như vậy, người bán đã chấp nhận mức lỗ cao nhất, đến gần 500 triệu cho một chiếc Peugeot 3008 AL chỉ mới lăn bánh được một năm. Ở chiều ngược lại, với mức giá như trên, chiếc xe này lại là một lựa chọn đáng cân nhắc, với những người dùng đang muốn tìm mua xe cũ. Về tổng thể, Peugeot 3008-2022 có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.510mm, 1.850mm, 1.662mm, chiều dài cơ sở đạt 2.730mm và khoảng sáng gầm ở mức 165mm. Ở ngoại thất, 3008 AL được trang bị cụm lưới tản nhiệt dạng 3D tràn viền, đèn pha LED projector, giải đèn LED ban ngày tạo hình nanh sư tử kéo dài xuống tận cản dưới, cụm đèn hậu dạng LED cùng bộ vành la răng có kích thước 18 in. Vào bên trong khoang lái, Peugeot 3008 2022 sở hữu nội thất được thiết kế theo kiểu y e các hướng đến người lái. Những trang bị tiện nghi nổi bật có vô lăng bọc da vát hai đáy tích hợp loạt phím, bấm, màn hình hiển thị thông tin 12.3 in, màn hình giải trí trung tâm 10 in, điều hòa tự động hai vùng độc lập, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh. Sức mạnh của Peugeot 3008 đến từ khối động cơ 1.6 turbo high pressure, sản sinh công suất tối đa 165 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 Nm, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, xe còn được trang bị các tính năng an toàn như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo trạch làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước sau.